Sau một hồi là giờ đã đi lọt ra đây rồi mọi người. Đi ra đây kiếm mình cơm ăn hả mọi người ạ? Đây có cái chòi ở đây, cái lều ở đây. Chòi ở đây. Quá mệt. Đi toàn đường rừng, quá mệt, quá mệt. Phải không? Mình còn hai quả mướp kìa, chắc xào ăn đi. Hả? Đây đâu có đói đâu. Không đói à? Ừ. Ăn cơm rồi về chứ. Em không ăn à? Chú ăn đi. Đói lắm rồi. Đi ra rửa tay mặt mũi đã. Quá mệt quá phê mọi người. Đây chỗ rửa nước. Đây rửa tay. Ngồi nghỉ tí đã, anh về anh ơi. Từ từ về. Mệt lắm rồi. Không biết là trò diễn này có hay không. Có chỗ ngủ chén bát không thấy. Không thấy có ai hết. Quay lên nhà trên. Không có. Hả? À. Quá mệt mọi người ạ. Có cơm. Đây em thấy còn có cá khô này, hay chiên cá khô ăn anh. Về chưa? À về rồi. Chủ nhà đang ngoài kia đang về mọi người. Đây tưởng chị chủ nhà nhưng không phải mọi người. Người đi lấy măng. Đấy. Lấy măng cô. Được nhiều không? Hả? Được nhiều không?